lợn chết vừa rồi bà con ơi. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Cô, cứu, cứu. Ôi, ôi, ôi. Cô, sao cứu? Có sao không, có sao không? Trời ơi. Trời ơi, chết con người ta rồi còn cái gì nữa. Cô ơi, cô kể. Cô tỉnh đi đi cô. Cô ơi. Trời ơi, có sao không? Cô ơi. Hả? Cô ơi. Cô kể. Cô ơi, cô. Cô kể. Chạy sao cái kiểu gì vậy trời. Trời ơi, cô bị xe đụng rồi. Cô có bị gì? Cô đụng cái gì? Ủa, lần đầu mới thấy đụng xe hả? Cô đụng thử cho biết không? Dạ, cậu ba. Cậu ba mới về à, thôi, thôi mọi người, mình đi làm việc đi ha. Cô ơi, cô, tỉnh dậy đi cô. Thôi, cô ơi, cô, đi về đi. Cô. Trời ơi, thôi đi đi. Cậu ba, giờ cậu xỉu rồi sao cậu ba? Đưa cổ về nhà. Nè, anh nghĩ là má sẽ không thích đâu. Má không thích rồi sao anh hai? Không lẽ cứ để cổ nằm ngoài này, không biết cổ sống chết như thế nào sao? Lũ, dạ. Cứ đưa cổ về nhà. Ba la thì nói tao biểu. Giờ sao cô hai? Cậu ba nói sao thì làm vậy đi. Dạ. Lên. Cẩn thận. Má. Mang đồ vô trong. Má. Dạ. Vô nhà đi con. Dạ. Từ từ thôi. Tôi cổ còn nghỉ ở đây đi. Cho cổ ngồi xuống đi. Cô. Cô. Có sao không cô? Cô. Tỉnh dậy đi cô ơi. Má. Cô. Cô ơi. Anh Lỗi. Cô tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Cô tỉnh rồi. Cô đó. Cô tỉnh rồi. Cô tỉnh rồi. Dạ cô ba ơi. Cái cô về tỉnh rồi nè. Dạ cậu ba. Dạ cậu ba. Cô tỉnh rồi. Tỉnh rồi hả? Dạ. Con tỉnh rồi. Dạ con thưa ba. Không cần thưa gửi. Thấy trong người sao rồi? Dạ con cảm ơn bà, con khỏe rồi. Dạ bây giờ con xin phép con đi. Từ từ con. Cẩn thận đó chị. Trầy xước thì phải đau. Làm như con nít không bằng. Thấy trong người sao rồi? Dạ. Má, má đừng có lo cho nó quá. Nó ăn dạ bây giờ đó má. Nè, con không biết gì đừng có xía vô. Đau chỗ nào? Dạ. Hỏi sao không nói? Con có miệng hả? Dạ, con có miệng. Dạ, con không có đau chỗ nào hết. Không có đau chỗ nào hết sầu xỉu. Tính nằm giả ở đây hả? Dạ không, con không có nằm giả. Con... Con... Con không có xỉu gì đâu. Mà con xỉu gì... Vì cái gì? Vì con... Hả? Dạ gì? Dạ con xỉu. Dì con đói bụng. Con đói bụng. Bà Bảy. Dạ. Lấy cho nó chén cháo đi. Dạ. Nè, ăn xong rồi á thì kiếm đường mà đi nghe chưa. Không có được nằm giả đây đó. Dạ con không dám. Miếng cháo mở đi con. Kệ nó đi. Mở vô trong nhà nghỉ đi. Trời nắng lắm. Đứng lên đi chị. Thôi cô đi theo tôi đi. Cho nó ăn đi xong rồi đứng đó đi. Quan tâm chi cho nó mệt. Cẩn thận nha. Cô có quan tâm gì đâu. Uống nước đi con. Dạ.
Cô gì đó ơi, cô ăn cháo đi cho đỡ đói nè. Dạ. Coi chừng nóng đó nha. Từ từ thôi, coi chừng nóng. Không biết nóng hả? Tại vì tôi đói bụng quá. Ăn đi, rồi tôi múc thêm cho. Cô ăn giỏi ghê. Tôi ăn hết nữa rồi. Không? Thôi tôi no rồi. Cái gì? Đem hết gia tài cho thằng Vịnh hả? Mày có nghe lộn không? Trời ơi, không có nghe lộn đâu mợ ơi. Con nghe đúng câu chuyện là như vậy đó. Rồi cậu ba nói sao? Dạ, lúc đó con đứng sau lưng cậu ba nhưng mà con không nhìn rõ mặt. Nhưng mà con nghĩ cậu ba cũng giật mình khó chịu y chang như mợ vậy. Thiệt là quá đáng mà. Đem cả gia tài của chồng cho cháu mình. Mày nghĩ coi, có má chồng nào mà ác như vậy không? Dạ, cái này con không dám nhận xét gì bà. Nhưng mà mợ ơi, sao mợ không xin cho bà đứa cháu đi? Con nghĩ mợ mà xin cho bà đứa cháu hả, thế nào bà cũng hết khó chịu á. Mẹ tưởng là tao không muốn chứ. Nhưng mà tao có phải là gà đâu mà kêu đẻ là đẻ chứ. Kiểu này khổ dài dài rồi. Mợ khổ một chứ con đây khổ mười á. Cái thằng ở đời như mày làm gì mà khổ? Thì đó, mợ nghĩ coi, mợ mà không chịu đẻ thế nào bà cũng bắt cậu ba lấy vợ rồi ở nhà sinh con. Mợ ơi, mợ nghĩ tình mợ thương con là đứa ở trung thành, mợ đừng có sai con hầu hạ cậu ba nha mợ. Không sai mày thì sai ai? Nhà này còn ai để sai nữa? Chẳng lẽ đi sai bà bảy già hay là thằng lũ vô dụng đụng đâu hư đó hả? Nhưng mà mợ ơi, mợ không biết là cậu ba hung dữ lắm mà hay nổi nóng nữa, ăn uống thì khó khăn, tay tàu lộn xộn con sợ lắm. Nhà này không phải một mình mày biết sợ cậu ba đâu. Hay là mợ kêu bà mướn thêm người ở đi. Chứ cậu ba mà khó quá như vậy á, con sợ nguyên cả nhà mình cũng không hầu nổi cậu ba đâu. Đợi mày nhắc à. Chuyện này á, tao với bà đã tính rồi. Rồi sao mợ? Nhưng mà mấy cái đứa siêng năng giỏi giắng á, đi đâu biệt xứ hết rồi. Toàn là cái thứ ở dơ là biến không à, bà không có thích. Trời ơi, vậy là đời con đen tối thiệt rồi. Mợ hai cứu con. Đời tao cũng không có tươi sáng bao nhiêu đâu. Cô uống thêm đi. Vậy thôi. Dạ, cảm ơn. Thôi cho tôi ra tôi chào bà chủ, tôi về. Dạ. Đi. Cô đứng ở đây đợi đi. Dạ. Dạ thưa cô ba, bà chủ. Cái gì? Dạ cái cô này cô có chuyện muốn nói nè thưa bà chủ. Cô ba. Chuyện gì? Bước vô đây rồi nói. Dạ. Vô đi. Cô nói đi. Dạ thưa bà, thưa cậu, con muốn cảm ơn bà, cảm ơn cậu đã cho con ăn cháo. Bây giờ con no rồi, con xin phép con đi. Đi đi. Dạ. Tính đi đâu? Dạ, con đi tìm người quen của con. Bà con nào? Ở đâu? Tên gì? Dạ, người quen của con ở Càng Long, Trà Vinh á. Con tới đây để tìm bà con. À, con có giấy, có địa chỉ. Để con trình cho bà với cậu coi nghe. Dạ đây nè. Không tin á, thì bà với cậu coi đi. Thank you.
rồi, ướt hết rồi. Bây giờ làm sao mà con đi kiếm được bà con của con đây? Mà với cậu, bây muốn bày trò gì nữa đây? Dạ, dạ không, con không có bày trò. Con nói thiệt mà, con đi kiếm bà con của con thiệt mà. Vậy ở đâu, tên gì, nói nghe thử. Dạ. Chắc cà đa, con nghi là chắc là không biết chữ đâu. Đi qua bên kia. Sao mày nhiều chuyện quá vậy? Đi. Mày tính nằm dạ đây phải không? Dạ không, dạ không. Con không phải nằm dạ đâu bà. Tờ giấy này là... Má ơi má. Má ơi má. Má đừng có chết bỏ con cho má. Để con ra ngoài kiếm thầy thuốc hay về chữa cho má nha má. Thôi, má chờ con cho má. Nha má. Bình. Sao vậy má? Con nghe. Má. Má, con nghe nè. Nhầm. Má. Má. Nhầm mình. Dạ. Tứ con nhổ thân. Dạ. Con. Người. Chị sống à. Má. Càng má ơi, má. Càng. Má ơi, má. Nhà mình nghèo không có liên lạc nào. Thưa bà, nói thiệt là con chưa có mở tờ giấy này ra lần nào hết. Má con đau nặng trước khi chết, con đưa cho con tờ giấy này, nhưng mà con không có biết chữ. Con tính là đi tới đâu nhờ người ta chỉ giùm tới đó thôi. Trời đất, không biết chữ rồi biết đâu mà tìm. Dạ. Má, kệ nó đi má. Kiếm người thôi, lo chi cho mệt. Bà chủ, bây giờ mình làm phước cho cổ vài đồng bạc để chữa cái chân đi. Chứ con thấy cái chân của cổ còn sưng chù dù à. Dạ thôi, không cần đâu, không cần đâu. Tôi có tiền mà, tôi có tiền á. Nè, tôi có tiền nè. Đây nè. Dạ thôi, con xin phép bà, con xin phép cậu, con xin phép mợ con đi. Ê coi, con có sao không? Bây giờ còn đi đâu nữa? Trời sắp tối rồi, để mai rồi đi. Dạ.
Bình nè. Dạ. Sao con không vô nhà tắm tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ đi. Dạ con đi, con mang theo con bộ này à. Với lại sáng ngày mai con đi sớm rồi nên không sao đâu gì. Con cứ lau cho sạch sẽ đi rồi lát con vô ngủ chung với dì. Dạ con cảm ơn dì. Bảy, dì để cho con làm cho, dì đi nghỉ đi. Trời ơi, không có được. Bà Hội mướn dì để bằng công chuyện. Sáng rồi, xúi dì đi ngủ để bị đuổi hả? À không, ý con không phải như vậy. Ý con là dì Bảy đi ngủ tiếp đi, để cho con làm giùm dì cho. Thôi, già cả rồi, khó ngủ lắm con. Với lại con biết chuyện gì đâu mà mần. Mà cái chân con á, hết đau chưa mà lại ra đây? Dạ, chân con cũng sắp hết rồi, không có sao đâu. Từ nhỏ tới lớn con bị hoài à, chỉ cần đắp lá bông bụp vài lần là hết à. Dì Bảy đừng có lo nghe. Con á nha, con có phước lắm đó, mới được cậu chủ đem về, rồi còn cho ăn, cho ngủ nữa. Ý Bảy nói á, là con xui mà thành hên phải không? Ừ, chứ sao. Coi bộ sáng nay mặt mày tươi tỉnh dữ ha. Tại hôm qua tôi bị đói, cho nên mới yếu xìu như vậy thôi. Chứ tôi ăn no rồi, tôi mạnh dữ lắm, tôi làm không biết mệt đâu. Xạo mày, tướng mày thì làm được cái gì? Cái thao cám heo này chưa chắc gì bị bưng nổi. Nổi chứ, thao bự hơn như vậy tôi còn bưng nổi mà. Mày làm thử đi, tao thấy tao mới tin. Chị muốn tôi thử gì? Mày bưng cái thao cám này ra chuồng heo cho mấy con heo nó ăn đi. Chuồng heo ngoài kia hả? Ừ, được thôi. Không có được, cái chân con còn đau mà Bình. Dạ không sao đâu dì Bảy, con ở không con cũng ngại, để con phụ chị Hiểm làm cho vui. Chị đưa đây tôi làm cho. Nè mày, con đi nha dì. Để coi cái chân què của mày phải xoay sở ra sao với mấy con heo nái đang sắp đẻ lồng lộn lên cho mày chừa. Bữa nay lại tốt với tôi quá vậy. Con hiếu thảo với má đó giờ, chẳng qua má không biết thôi. Heo đẻ hả?
Dạ phải đó má. Ráng lên nha. Trời đất ơi, cái con đó biết làm cái gì đâu mà vô vướng tay vướng chân. Con nói làm sao chứ. Má thấy con nhỏ này nó lanh lợi, nó làm được việc lắm mà. Dạ, má nói con mới để ý. Coi bộ nó cũng biết đỡ đẻ heo thiệt á. Ủa, mà má nói như vậy bộ má tính. Còn nữa. Dạ thưa cậu ba, cà phê con pha xong rồi, con vô được không cậu ba? Vô đi. Dạ, con mời cậu ba. Sao còn đứng đó? Dạ, con đợi cậu ba uống xong rồi con dẹp ly luôn. Chứ con sợ mấy con kiến nó vô nó cắn cậu ba. Dạ không phải, ý của con con sợ mấy con kiến nó phát hiện ra mấy cái mùi thơm với lại đường á, nó sẽ lên cắn cậu ba. Cậu ba không thích thì con đi ra ngoài. Dạ sao vậy cậu ba? Cái này mày gọi là cà phê hả? Cậu ba đâu? Mày pha bao nhiêu muỗng đường hả? Dạ con pha có 3 muỗng đường à. Dạ. Tao đã dặn mày là tao uống cà phê ít đường. Cái lỗ tai của mày đi đâu vậy hả? Dạ con quên, con xin lỗi cô ba. Để con đi ra con pha liền ly khác. Lần này mà pha không đúng ý tao á. Dạ. Chết đi. Dạ. Trời ơi đau quá. Binh, lại tao biểu nè. Dạ. Mày vô phòng cậu ba, mày lượm mấy miếng nĩa giùm tao đi. Dạ. Hiểm. Gì? Bị gì vậy? Bị cậu ba nhéo lỗ tai. Có sao không? Đau gần chết mà hỏi có sao không nữa. Nó lét rồi đó. Ây da. Cái lỗ tai còn dính trên mặt mà, chưa có sức, không có sao đâu. Đồ quỷ. Nhìn gì? Lo đi làm đi, dòm, nhiều chuyện. Cô vô đây làm chi? Dạ, con vô dọn phòng cho cậu. Chuyện này có kẻ ăn người ở làm rồi, không phải chuyện của cô. Ra ngoài. Dạ, cậu ơi, bà chủ bà mướn con rồi, nên bắt đầu từ bữa nay con là người ăn kẻ ở trong nhà này. Vậy à? Dạ. Ủa mà sao cô biết trong phòng này có ly bể mà cô vô đây dọn? Dạ, chị Hiểm chị biểu con á. Dạ, cậu ba để con dọn tiếp.
Dạ. Xong dọn tiếp đi. Dạ, con dọn liền nè cậu ba. Dạ, con xin lỗi. Lỗi gì? Dạ, xin lỗi con không có gọn gàng. Tuy là có hơi không gọn gàng, nhưng không sao, tao thích như vậy. Dọn tiếp đi. Dạ. Con Hiểm đâu? Dạ. Dạ. Dạ cậu ba cứu con. Dọn hết cái đống này cho tao. Con Bình bỏ xuống đi theo tao. Bình, Bình, mày đi đâu vậy? Cái gì vậy? Tại sao lại mình dọn? Cậu ba gọi con ra đây có chuyện gì không? Săn cao ống quần lên. Dạ. Cậu ba nói gì? Tao biểu mày săn cao ống quần lên. Dạ, nhưng mà tại sao phải săn ống quần lên vậy? Người hầu thì phải gọn gàng. Tao không thích nhìn người lượm thượm. Dạ. Cao lên nữa. Dạ. Vẫn còn thấp. Cao hơn chút nữa. Dạ. Nhưng mà con thấy như vậy là cao lắm rồi. Tao biểu cao lên chút nữa. Dạ. Dạ con thấy vậy là cao lắm luôn rồi đó cậu. Tao biểu cao lên chút nữa. Dạ. Cậu muốn sai con làm chuyện gì? Không làm gì hết. Đứng yên cho tao ngắm. Dạ. Cậu biểu gì con nghe không rõ. Tao nói là mày đứng yên cho tao ngắm. Không được nhúc nhích. Xoay người lại. Xoay lại. Đứng im. Dạ. Đời mày. Mày nói gì
điều gì hiểm? Còn nói là cho con mình chết luôn. Cái gì? Cái gì mà cười hí hí? Mình làm gì mà chết luôn? Ai biểu nó ngu? Nó vô phòng cậu ba dọn mấy miếng mỉa mà không xong, cậu ba ngứa mắt quá lôi ra giường quánh cho một trận. Hiểm, con có ghét ai thì để trong bụng á, chứ đừng có ác mồm ác miệng vậy, không có tốt đâu. Vì vậy nó đúng rồi đó, không có tốt đâu. Chù ẻo người ta là không có hay đó. Chù ẻo cái gì? Chút nữa hả, hai người thấy cái thay nó vô đây là biết liền chứ gì. Trời ơi, đã quá. Hiểm, nói vậy là mình bị đòn thiệt đó hả? Ủa, nói nghe nè, bộ chưa thấy ở đợ bị ăn đòn lần nào hả? Mà tôi nhớ là cậu ba cậu quánh anh nhiều lần lắm rồi, mà sao giờ anh hỏi tôi giờ? Dì bảy ơi, vậy là mình bị đánh thiệt rồi. Chắc mới vô nhà không biết phép tắc gì đó, chắc là thế nào cũng bị đánh tơi bời qua lá quệ rồi. Hiểm nè, mà bay cũng thiệt là ích kỷ đó. Đã biết cậu ba khó tánh như vậy, còn sai con Bình vô trong đó mận gì? Để bị đánh chứ làm gì. Trời ơi, thiệt tình. Dì bảy, để con phụ cho. Bình, con sao rồi, có bị đau lắm không con? Ủa sao lại đau gì bảy? Ý bảy hỏi á là cái vụ Bình với lại cậu ba á. Biết hết trơn rồi, có gì đâu mà xấu hổ. Mọi người biết hết rồi hả? Biết hết rồi. Dạ, thiệt tình á là con cũng không biết tại sao cậu ba lại làm như vậy nữa. Mà con không hiểu chân con có gì đâu mà sao cậu ba đòi dòm con không biết nữa. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Con nói gì? Cậu ba đòi dòm cái chân của con. Dạ. Cái gì? Con có vụ dòm chân nữa hả? Dạ. Chứ không phải mọi người biết hết rồi sao? Không phải, mọi người ở đây biết á, là biết cái vụ Bình bị cậu ba đánh, chứ chưa biết cái vụ là Bình bị cậu ba dòm chân. Cậu ba không có đánh Bình, cậu ba biểu á là em xăng quần lên cho cậu ba coi vậy thôi à. Mày xạo mày. Chân mày có gì đâu mà cậu ba coi? Sao cậu ba không kêu tao xăng chân lên cho cậu ba coi? Em cũng đâu có biết đâu, cậu ba biểu em xăng lên thì em xăng thôi. Là không có đánh hả? Dạ không. Con có bị đòn hả? Dạ, con nói thiệt mà, cậu ba không có đánh con một roi nào hết á. Sao cậu ba không bao giờ giùm chân tôi hết ta? Anh làm cho cố cô không có được cái gì đâu. Má thừa sức tính mấy chuyện mình làm. Cái má cần bây giờ là một thằng cháu nội, chứ không phải mấy con số mà anh đang làm đâu. Vợ chồng mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng con cái cũng phải có nợ có duyên. Má lớn tuổi rồi, trông cháu là chuyện bình thường thôi. Mà phận làm con á, không làm cho cha mẹ vui là lỗi của mình. Em đừng có trách má mà mang tội. Em làm sao dám trách má? Nhưng mà có phải tại em không muốn sinh cháu cho má đâu, chỉ tại má mong cháu đến mất lý trí rồi. Anh mà không cố lên á thì... Thì sao? Thì em me là vợ chồng mình không còn chỗ đứng trong nhà này chứ sao? Má, thôi mà, má đừng có giận nữa. Má cũng đừng có nghĩ tới cái chuyện mà đem gia tài cho thằng Vịnh làm cái gì. Con hứa với má,
con sẽ ở lại lấy vợ sanh con cho má. Cái thằng vậy phải được không? Má biết, má biết con là đứa con hiếu thảo mà. Nhưng mà con chưa nói xong. Con muốn nói gì? Chỉ cần con á cưới vợ rồi sanh con cho má là muốn cái gì má cũng cho hết. Con chỉ xin má hai chuyện thôi. Thứ nhất là má phải cho con lấy được người con thương. Trời ơi, cái chuyện đó là dĩ nhiên rồi con. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, không thích làm sao mà ở với nhau, mà cưới nhau được. Nếu mà cái nhà đó đó môn đăng hộ đối với nhà mình á thì không có thành vấn đề. Thứ hai, má phải cho con tiền mua đồn điền. Con nói gì vậy? Đồn điền là sao? Má không hiểu ý con. Con nói thiệt với má, con chán cái cảnh đồng ruộng lắm rồi. Cái gì đâu á, lúc nào cũng con trâu đi trước, cái cày đi sau hết. Cho nên là con muốn xin tiền má mua vài trăm mẫu đất để mà mở đồn điền. Chuyện này nếu má không đáp ứng đầy đủ hai điều kiện của con thì sáng mai lập tức con sẽ bay sang ngoại quốc để mà học tiếp. Thôi được rồi, má hứa với con, nhưng mà chỉ thực hiện từng bước một thôi. Trước hết á, má sẽ cưới cho con một người vợ mà con ưng bụng. Khi nào đó con có con rồi á thì lúc đó mình sẽ bàn tới cái chuyện đồn điền, được không? Vậy đi. Chỉ có vậy thôi đó mà em nói là mình không còn chỗ đứng trong nhà. Anh cứ tưởng đâu là chuyện gì ghê gớm lắm vậy. Trời đất ơi, khi nào thì anh mới chịu khôn ra đây? Bây giờ anh nghĩ đi, chưa có con mà má đã cưng chú ba như vậy rồi. Lỡ sau này á, chú ba cưới vợ sinh cho má một thằng con trai, có phải tới lúc đó muốn cái gì được cái đó không? Thì chuyện đó có sao đâu. Trời đất, sao lại không sao? Bây giờ chú ba đang xin mấy trăm mẫu đất để mở đồn điền, mai mốt xin hết cái cơ nghiệp này thì vợ chồng mình lấy cái gì mà sống? Thì ra là em lo chuyện này. Nhưng em đừng có lo, anh biết tánh ý của chú ba mà, không tham lam tới nỗi lấy hết gia tài rồi đẩy vợ chồng mình ra đường đâu mà em lo. Còn người á, ai lại không tham? Huống chi thế gian này á, đặng vợ thì mất chồng. Có biết cô vợ chú ba sắp cưới là ai, bụng dạ ra làm sao? Má thì đã không ưng bụng em rồi, lúc nào á má cũng quở em là gái độc không con. Anh có biết là em oan ức lắm không? Lỗi tại anh mà, anh nhận hết mà. Đâu phải là mình hết cách đâu. Đó, em không thấy anh ngày nào cũng uống thuốc sao? Anh uống rồi thì sao? Ngày nào cũng uống hết á, nhưng mà có thấy kết quả gì đâu. Biết đâu lần này có kết quả thì sao? Em, mình thử lần nữa nha. Lần nào cũng thử, toàn là dụ người ta không mà. Lỡ như lần này được thì sao? Thử đi.
lại đi ăn nè. Hey. Ý, anh Lũ. À, Bình. Hồi hôm anh ngủ được không? Ngủ ngon chứ. Còn Bình, lại chỗ ngủ được không? Em á hả? Dạ được. Hồi nhỏ em quen ngủ ngoài gốc rạ cây rơm rồi, cho nên em ngủ chỗ nào cũng được hết á. Phải ráng ngủ được mới có sức làm nha. Nhà này nhiều công chuyện lắm. Ủa, mà sao anh thấy em thức sớm vậy? Mai mốt tranh thủ ngủ thêm miếng nữa, không có sao đâu. Dạ, em á, ở dưới quê á, em cũng quen rồi. Cứ gà gái cái là em thức dậy à. Em nhóm lửa, bắt ấm nước cho dì Bảy rồi. Bây giờ em ra cho heo ăn nè. Trời, giỏi dữ ta. À, anh Lũ, hồi hôm qua em thấy ở nhà này nè, có chiếc xe hơi đẹp, thiệt là đẹp luôn á anh Lũ. Chắc là chạy ngon lắm hả anh? Trời ơi là trời, chiếc xe này là đẹp nhất lục tỉnh đó. Vậy á hả? Nó mà chạy là không có chiếc nào dí lại nó luôn á. Nó là được cậu chủ cưng nhất luôn. Thiệt hả anh? Thiệt chứ. Trời, nhiều lúc á hả, là tôi cũng khốn khổ với nó lắm luôn. Trời đất ơi, sao anh lại khổ với nó? Tôi đâu có muốn khổ với nó đâu, mà mình không biết thôi. Mỗi lần á, nó chỉ cần dơ một chút xíu hay là trên xe có một miếng bụi là y như rằng tôi bị cậu chủ sáng một bập tay xé quai hàm luôn. Cái gì? Xé quai hàm luôn á hả? Thiệt mà. Trời ơi, cái gì mà ác dữ vậy? Xe dính bụi á thì mình lau chút xíu là sạch thôi mà. Mà anh, em nghe mọi người nói á, ai cũng sợ cậu ba hết. Bộ cậu ba dữ lắm hả anh? Trời, nhà này nói chung ai cũng dữ hết á, nhưng mà cậu ba là dữ nhất, nóng tính nhất. Trời ơi. Từ từ đi rồi mình sẽ biết. Nhưng mà cách tốt nhất á là mình nên tránh xa cậu ba ra. Nếu không có chuyện gì thì đừng có lại gần cậu ba. Đạn quả cậu ba sáng một bọc tay xé qua hàm ráng chịu. Dạ, thì em biết ghê rồi. Ghê lắm đó. Thôi, em cảm ơn anh. Rồi mình đi gánh nước cho đầy hàng luôn. Mình rửa xe nè, ông ấy bị sáng xé qua hàm nữa. Qua ăn đi nè. Dạ, con 13. Trời đất ơi, sao bữa nay cái nước gì mà lạnh dữ vậy? Ờ, lạnh lắm hả bà? Vậy bà đợi con chút, con ra con pha thêm nước ấm. Dạ, nước ấm rồi bà. Mấy bữa nay mày thấy con Bình sao? Nó có làm được chuyện không? Nó có làm biếng không? Dạ, nó thì không có làm biếng, mà nó ở dơ lắm bà ơi. Nó đụng vô cái gì á là hư cái nấy, toàn là con phải sửa lại hết á. Nó là người mới, chưa có hiểu hết phép tắc ở trong nhà. Có gì thì bây cũng phải dạy bảo nó chứ. Dạ, cái này thì bà yên tâm đi, con sẽ tận tâm dạy dỗ nó. À, mà bà cũng biết rồi đó, hồi đó giờ á, người ở trong cái nhà này là một tay cô uống nắng không á. Thôi đi, còn mợ hai bay làm sao? Từ bữa mà cậu ba về tới giờ, vậy mợ hai bay có nói gì không? Dạ không. Dạ mà có. Mợ hai nói là cậu ba về vậy á thì càng tốt, có thể phụ cậu hai á trông coi sổ sách ruộng vườn. Vụ mùa năm nay mà có cậu ba đi á là không có lo tới điện thiếu nợ. Vậy hả? Hai sáng có nói thiệt vậy đó hả? Dạ có. À, con còn nghe á, mợ hai nói với cậu hai là ráng lên để mà kiếm cháo cho bà ẵm bồng đó. Ừ. Ráng cái gì mà ráng? Nó còn dám kêu Khải Văn ráng lên nữa. Nó làm như cái chuyện không có con á là tại Khải Văn vậy. Dạ thưa bà, chuyện này tại vì cô thấy tối nào á, mợ hai cũng cho cậu hai uống một tô thuốc bổ bự, thiệt là bự. Ừ. Cái gì? Vô thuốc bổ hả? Dạ. Trời đất ơi. Ê,
Con hay sáng đâu? Chết rồi. Trời ơi, mình nói cái gì vậy? Mình nói cái gì vậy? Trời ơi, như chị. Cậu ba. Dạ, cậu ba xong rồi. Sao mày đánh dây là phải đánh cho nó bóng, không được để lại vết ố nào hết. Sao mày không nghe? Dạ con xin lỗi cô ba, hồi nãy con đánh bóng rồi, chắc tại tay con dơ nên con mờ chút xíu. Dạ để con đánh lại cô ba. Mày đứng lại đây, thôi mày đứng lại đó, dám chạy hả con? Đi bỏ ai? Chị bảy, chị dám chạy, dám chạy, đứng lại cho con đi mà mờ, đứng lại đi ba, mày dám con đi mờ ai? Con nhỏ này. Dạ, dạ. Mày dám chạy hả? Mày dám chạy hả? Lại bỏ mày mở. Đứng lại cho tao. Mày đứng lại chưa? Đánh cho mày chưa nè. Đánh cho mày chưa nè. Vô đi con. Dám chạy không? Dám chạy. Chết đi. Bình nè, con sợ lắm phải không? Nè, uống nước đi con. Con cảm ơn dì Bảy. Chắc con sợ lắm phải không? Dạ. Ừ, sống trong nhà này, con còn chứng kiến cảnh này dài dài đó. Không phải mình con Hiểm, thằng Lũ là bị đòn thôi đâu. Kể cả con và tất cả mọi người trong nhà này cũng vậy, sẽ bị đòn tối ngày luôn. Dì Bảy. Ừ? Bộ ở trong nhà này ai cũng hung dữ vậy luôn hả dì Bảy? Ừ, trong nhà này chỉ có mình cậu hai là người hiền nhất. Rồi người dữ dằn hung dữ khó chịu nhất là cậu ba. Rồi tới mợ hai. Nè, con mần chuyện gì á thì phải ráng lấy lòng hai người đó đó nghe, chứ không thôi á con sẽ bị đòn chết luôn á. Dạ, nhưng mà con thấy á, chị Hiển, chị cũng biết lấy lòng ở hai lắm, mà sao chị cũng bị đánh dữ quá trời luôn gì vậy? Ờ thì là mày im đi. Mày mà bị mợ hai đánh á, mày cũng không có nguyên vẹn như tao đâu. Thôi đừng có sanh sự nữa. Đưa cái mặt đây dì coi coi. Đưa coi. Trời ơi, coi bộ sưng dữ đà. Cái kiểu này thì phải đắp muối, chứ không thôi ngày mai là con mắt con hết thấy đường luôn đó. Mày đi nấu cơm đi, mắt tao bị sưng rồi. Chị đau thì chị nghỉ ngơi đi, để cơm đó tôi nấu cho. Ừ ừ, thôi đi đi con. Hôm qua giờ chưa thấy bớt hả? Anh còn đau nhiều không? Không sao đâu, hơi hơi à. Mà tôi bị vậy quen rồi, vài bữa nữa hết hả? Thiệt á, cậu ba quá đáng thiệt luôn á. Vậy mà chưa sạch á thì biểu lao lại, chứ làm gì mà đạp anh ra nông nổi gì luôn á. Thiệt á, em ghét cậu ba quá. Ê, cô dám nói cậu ba vậy, cậu ba mà nghe được cô bị ăn đòn á. Thì em có làm sao em nói vậy, em có nói thêm nói bớt gì đâu. Với lại á, ở đây chỉ có em với anh, với lại mấy người ở đợi chung với mình nè. Cậu ba không nghe được đâu mà sợ. Vậy mà nghe được hết đó. Nghe anh nói nè, ở trong nhà này em phải coi chừng con Hiểm nghe, nó không phải là người tốt đâu. Con Hiểm á, nó là tai mắt của bà chủ đó. Em đừng bao giờ nói xấu bà chủ hay bất cứ ai trong nhà này trước mặt nó, nhớ nghe. Em đâu có nói xấu ai,
Nhưng mà em thấy kỳ quá à. Chị Hiểm, tại sao phải đi mét bà chủ để làm gì? Cùng là thân phận ở đợi như nhau thì phải thương nhau chứ. Anh hiểu, nhưng mà nó khác. Nó là một đứa nịnh bợ, nó kiếm cớ, nó dựng chuyện rồi kể lại cho bà chủ nghe để nó lập công. Ở trong nhà này ai cũng sợ nó hết. Em mới vô nên không biết, rồi từ từ em sẽ hiểu. Dạ, anh đưa đây, em đắp cho. Lẹ đi, dễ sưng á. Đỏ hết rồi nè. Nè, mới sáng sớm công việc thì còn đăng đăng đê đê, không lo làm mà ra đây đứng tư tình. Có tin tao mét bà chủ không hả? Chị nói gì kỳ vậy? Cái gì mà tư tình chứ? Anh Lũ á, anh bị cậu Ba đạp cho nên tôi lấy muối đắp cho ảnh. Cái gì mà tư tình? Chị nói gì khó nghe quá đi. Tao nói vậy đó, khó nghe thì làm gì được tao. Thôi, cho tôi xin. Đừng có cãi lộn nhau nữa, tôi xin can. Tôi hết đau rồi, để tôi đi làm. Nể tình mày là người mới vô, chưa biết phép tắc, cho nên tao tha lần này đó. Phép tắc gì chứ? Phép tắc là tôn ti trật tự. Trong cái nhà này, sau bà chủ, sau cậu mợ hai là đến tao, mày biết chưa? Bà chủ giao cho tao nhiệm vụ là dạy dỗ những đứa mới vô như mày đó. Từ bây giờ, mọi thứ nhất nhất mày phải nghe theo lời của tao. Với lại, tao lớn tuổi hơn mày, mày phải kêu tao bằng chị. Tôi là người mới vô, tôi phải nghe lời người cũ là điều hiển nhiên rồi, tôi không có cãi. Chị lớn hơn tôi kêu chị bằng chị cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng tôi nghĩ người có quyền sao bà chủ là dì Bảy mới phải chứ. Cái gì? Mày nói vậy là mày không phục hả? À, tao biết rồi. Ý mày muốn nói là bà chủ không biết chuyện đúng không? Được, mày chờ đó, tao lên tao mét bà chủ cho mày coi. Chị mét thì chị cứ mét đi. Nhưng tôi nhắc cho chị biết, bây giờ cũng trưa trật rồi. Chị mà không lên nấu cơm á là sẽ bị cậu chủ la cho coi. Hồi hôm qua chị đã bị cậu chủ hất nguyên một mâm cơm rồi. Chị có muốn hôm nay cậu chủ hất nguyên một mâm cơm nữa không? Vậy mày còn đứng đó làm gì nữa? Mau vô phụ tao làm cơm. Nhanh lên. Nè, chị đâu đó? Dạ, con theo chị Hiểm, phụ chị Hiểm nấu cơm. Nấu cơm là chuyện của con Hiểm từ đó tới giờ, không cần phải phụ. Dạ, nhưng mà hôm nay chị Hiểm đi chợ trễ, nếu con mà không phụ thì sẽ không kịp. Đại biểu. Dạ. Trong cái nhà này, khi tao nói là không được quyền trả lời, nghe chưa? Nghe chưa? Bây giờ nè, tao nói mày nghe không? Mày câm hả? Con không có câm. Vậy sao mày không trả lời? Tại cậu Ba mới biểu con không được nói. Thì bây giờ cho quyền nói nè. Nghe, công việc của mày là từ giờ trở đi là chăm sóc con gà đá này cho tao. Trời đất, mày ôm nhẹ nhàng nó một chút, mày phải nâng niu nó chứ. Dạ. Tao nói rồi đó nha, nó mà rụng một cọng lông nào á là mày coi chừng tao đó, nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Chết rồi, có chuyện rồi. Cái gì? Ai chết? Chết cái gì? Chết. Em Bình chết rồi. Hả? Con Bình nó làm sao? Em Bình chết. À không phải, cậu Ba đem một con gà đá về đưa cho em Bình giữ. Hả? Hả? Như vậy là chết con Bình rồi. Chết thiệt rồi. Dì Bảy ơi, em Bình ngây thơ không biết chuyện gì hết. Cậu Ba đưa con gà đá cho em Bình lấy tay ôm liền. Chết thiệt rồi.
Dì Bảy, dì Bảy nghĩ cách cuối mình đi dì Bảy. Trời ơi, biểu gì nghĩ cách. Bây làm như mới làm gia đình trong nhà này ngày 1, ngày 2 vậy. Lệnh của cậu ba, bà chủ còn chưa dám cãi nữa, huống chi là gì. Bây giờ sao? Vậy là chết ra mình thiệt rồi. Không được, không được rồi. Lũ, lũ. Dạ. Bây giờ bay chạy đi đâu? Con chạy đi nói cho em mình biết. Trời ơi, bay tính nói cái gì cho con mình biết? Thì con nói hết cho em mình biết. Con nói là tại sao thằng Lân bị cậu ba đánh chết. Trời ơi, cái chuyện này bà đã cấm nhắc lại. Tụi bay muốn chết sao mà còn nhắc lại nữa. Nhưng mà nếu mà không nói cho em mình biết, con sợ có chuyện không hay cho Bình. Nhắc lại chưa chắc đã tốt cho con Bình đâu. Không khéo lại làm cho nó sợ hãi thêm nữa. Chi bằng con cứ để cho nó sống hồn nhiên như vậy đi. Nhưng mà con sợ lỡ như... Thương con Bình á thì mày phải ráng phụ nó coi sóc con gà cho thiệt tốt. Đừng để xảy ra chuyện là được rồi. Dạ. Sống chết có số, đã là phận tôi đòi thì phải cam chịu thôi con ơi. Thank you.